tinh cần. Chế ngự tinh cần, đoạn trừ tinh cần, tu tập tinh cần, hộ trì tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là chế ngự tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo khi mắt thấy sắc không, nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự chế ngự ý căn. Này các hiền giả, như vậy gọi là chế ngự tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là đoạn trừ tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo không nhẫn chịu dục tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Giới sân tầm đã khởi lên, giới hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Này các hiền giả, như vậy gọi là đoạn trừ tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là tu tập tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tu tập niệm giác chi. Pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập thủy giác chi, tu tập kinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ. Này các hiền giả, như vậy gọi là tu tập tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là hộ trì tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo hộ trì định tướng tốt đẹp đã khởi lên, cốt tưởng, trùng hám tưởng, thanh ứ tưởng, đoạn hoại tưởng, trương bành tưởng. Này các hiền giả, như vậy gọi là hộ trì tinh cần. 11. Bốn trí: pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. 12. Lại bốn trí khác: khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. 13. Bốn dự lưu hướng chi: thiện nhân thân cận, diệu pháp thính thọ, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. 14. Bốn dự lưu quả chi: ở đây thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì này thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với pháp. Pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng. Chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu. Vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối chúng tăng. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ diệu hành. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ trực hành. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ như lý hành. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ chánh hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thành tựu giới đức được các bậc thánh ái mộ, không bị hư hoại, không bị tỳ vết, được thực hành liên tục, không bị khiếm khuyết, khiến con người tự tại, được bậc thánh tán thán, không bị nhiễm ô, hướng đến thiền định. 15. Bốn sa môn quả: dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. 16. Bốn giới: địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới. 17. Bốn thực: đoàn thực, thô hay tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. 18. Bốn thức trú: này các hiền giả, khi duyên sắc thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy sắc làm cảnh, lấy sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. Này các hiền giả, hay duyên thọ thức, hay duyên tưởng. Này các hiền giả, hay duyên hành thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy hành làm cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quảng.
19. Bốn bất hạnh xứ hành: tham dụng bất hạnh xứ hành, sân bất hạnh xứ hành, si bất hạnh xứ hành, bố quý bất hạnh xứ hành. 20. Bốn ái sanh. Này các hiền giả, do dân y phục, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân đồ ăn khất thực, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân phòng xá, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân hữu và phi hữu, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. 21. Bốn hành: khổ hành trì chứng, khổ hành tốc chứng, lạc hành trì chứng, lạc hành tốc chứng. 22. Lại bốn hành khác: bất kham nhẫn hành, kham nhẫn hành, điều phục hành, tịch tịnh hành. 23. Bốn pháp túc: vô tham pháp túc, vô sân pháp túc, chánh niệm pháp túc, chánh định pháp túc. 24. Bốn pháp thọ: này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo lạc. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo lạc. 25. Bốn pháp quẩn: giới quẩn, định quẩn, công đức quẩn, giải thoát quẩn. 26. Bốn lực: tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 27. Bốn thắng xứ: tuệ thắng xứ, đế thắng xứ, xả thắng xứ, chỉ tức thắng xứ, bốn nguyện. 28. Bốn cách trả lời câu hỏi: trả lời câu hỏi một cách dứt khoát, trả lời câu hỏi bằng cách phân tích, trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn, trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ, bỏ qua. 29. Bốn nghiệp: này các hiền giả, có hắc nghiệp hắc báo. Này các hiền giả, có bạch nghiệp bạch báo. Này các hiền giả, có hắc bạch nghiệp hắc bạch báo. Này các hiền giả, có phi hắc phi bạch nghiệp, phi hắc phi bạch báo, và đưa đến sự tận diệt các nghiệp. 30. Bốn pháp cần phải chứng ngộ: túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm, sanh tử cần phải chứng ngộ bởi nhãn, tám giải thoát cần phải chứng ngộ bởi thân, lậu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ. 31. Bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. 32. Bốn ách: dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. 33. Bốn ly ách: ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. 34. Bốn hệ vượt: tham thân hệ, sân thân hệ, giới cấm thủ thân hệ, thử thực chấp thân hệ. 35. Bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã thuyết thủ. 36. Bốn sanh: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. 37. Bốn nhập thai: này các hiền giả, ở đây có loài không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loài nhập thai thứ nhất. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loài nhập thai thứ hai. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loài nhập thai thứ ba. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loài nhập thai thứ tư. 38. Bốn phương cách được tự thể mới: này các hiền giả, có tự thể mới được do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. Này các hiền giả, có tự thể mới được do ý chí của người khác, không do ý chí của mình. Này các hiền giả, có tự thể mới được do ý chí của mình và ý chí của người khác. Này các hiền giả, có tự thể mới được, không do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. 39. Bốn sự cúng dường thanh tịnh: này các hiền giả, có sự cúng dường người cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường cả người cúng dường và người nhận cúng dường đều không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường người cúng dường và người nhận sự cúng dường đều thanh tịnh.
40. Bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 41. Bốn phi thánh ngôn: dòng ngữ, lưỡng thiệt, á khẩu, ý ngữ. 42. Bốn thánh ngôn: ly dòng ngữ, ly lưỡng thiệt, ly á khẩu, ly ý ngữ. 43. Bốn phi thánh ngôn khác: không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết. 44. Bốn thánh ngôn khác: không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết. 45. Bốn phi thánh ngôn khác: thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết. 46. Bốn thánh ngôn khác: thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. 47. Bốn loại người: này các hiền giả, ở đây có người tự làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình. Này các hiền giả, ở đây có loại người làm khổ người khác, siêng năng làm khổ người khác. Này các hiền giả, ở đây có loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình, làm khổ người, siêng năng làm khổ người. Này các hiền giả, ở đây có loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình, không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. Vị này không làm khổ mình, không làm khổ người ngay trong hiện tại, sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc, thánh thiện. 48. Lại bốn loại người khác: này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi, không hành lợi tha. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành lợi tha, không hành tự lợi. Này các hiền giả, ở đây có loại người không hành tự lợi và không hành lợi tha. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi và hành lợi tha. 49. Lại bốn loại người khác: sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối, sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng, sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối, sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng. 50. Bốn loại người khác: bất động sa môn, xích liên hoa sa môn, bạch liên hoa sa môn, diệu thiền sa môn. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 1. Năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. 2. Năm thủ quẩn: sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. 3. Năm dục công đức: sắc do nhãn nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. 4. Năm thú: địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, người, chư thiên. 5. Năm sang tham: sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với các vật thâu quạch, sang tham đối với sắc, sang tham đối với pháp. 6. Năm triền cái: tham dục triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trào cử hối quá triền cái, nghi triền cái. 7. Năm hạ phần ký sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân. 8. Năm tự phần ký sử: sắc tham, vô sắc tham, mạng, trào cử, vô minh. 9. Năm học xứ: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngôn, không uống các loại rượu. 10. Năm bất năng xứ: này các hiền giả, một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý lấy của không cho, gọi là trộm cắp. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý hành dâm. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý tự mình biết mà nói láo. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ.
11. Năm sự tổn thất. Thân thuộc tổn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, giới tổn thất, kiến tổn thất. Này các hiền giả, không có lời hữu tình nào vì thân thuộc tổn thất, vì tài sản tổn thất hay vì tật bệnh tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, có lời hữu tình vì giới tổn thất hay vì kiến tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục. 12. Năm sự thành tựu. Thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Này các hiền giả, không có lời hữu tình nào vì thân thuộc thành tựu, vì tài sản thành tựu hay vì vô bệnh thành tựu được sanh lên thiền thú, thiên giới đời này. Này các hiền giả, có các loài hữu tình vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu được sanh lên thiền thú, thiên giới đời này. 13. Năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới. Này các hiền giả, người ác giới vì phạm giới luật do phóng dật thiệt hại nhiều tài sản, đó là điều nguy hiểm thứ nhất của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, với người ác giới, phạm ác giới, tiếng xấu đồn khắp, đó là điều nguy hiểm thứ hai của người ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, với người ác giới, phạm ác giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng Sát Đế Lỵ, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Cư Sĩ hay hội chúng Sa Môn, người ấy vào một cách sợ sệt và dao động, đó là điều nguy hiểm thứ ba của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, người ác giới, phạm ác giới khi mệnh chung chết một cách mê loạn, đó là điều nguy hiểm thứ tư của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, người ác giới, phạm ác giới khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục, đó là điều nguy hiểm thứ năm của người ác giới, phạm ác giới. 14. Năm điều lợi ích của người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, ở đây người đủ giới, giữ giới nhờ không phóng dật nên được tài sản sung túc, đó là điều lợi ích thứ nhất cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới được tiếng tốt đồn khắp, đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, với người đủ giới, giữ giới khi vào hội chúng nào, hội chúng Sát Đế Lỵ, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Cư Sĩ, hội chúng Sa Môn, vì ấy vào một cách đàng hoàng, không dao động, đó là điều lợi ích thứ ba cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới khi mệnh chung chết một cách không sợ sệt và không dao động, đó là điều lợi thứ tư cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiền thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy là điều lợi ích thứ năm cho người đủ giới, giữ giới. 15. Này các hiền giả, năm pháp nội tâm một vị tỷ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác. Tôi nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật. Tôi nói một cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. Tôi nói lời có lợi ích, không nói lời không có lợi ích. Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân hận. Này các hiền giả, như vậy là năm pháp nội tâm một vị tỷ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác. 16. Năm cần chi. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thiểu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Vị ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như trên đối với bậc đạo sư. Đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hành, vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ, hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt chân chánh các khổ đau. 17. Năm tịnh cư. Vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. 18. Năm bất hoạn.
Trung gian bát niết bàn, sanh bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, hữu hành bát niết bàn, thượng lưu thú Akanisa. 19. Năm tâm quang du, đầy các hiền giả. Ở đây vị tỷ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm quang du thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo nghi ngờ đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, tức giận đối với các vị đồng phạm hành, không quan hỷ, tâm dao động trở thành quang du. Này các hiền giả, khi một vị tỷ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hành, không quan hỷ, tâm dao động trở thành quang du, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm quang du thứ năm. 20. Năm tâm triền phược. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục vọng. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với ác dục vọng, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào không hướng về, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tâm không ly tham đối với các thân, như vậy là tâm triền phược thứ hai. Đối với các sắc, tâm không ly tham, đây là tâm triền phược thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không ăn quá sức, bao tử có thể chịu nổi, hưởng thọ sự sung sướng về nằm ngủ, sự sung sướng về xúc chạm, sự sung sướng về thụy miên, đây là tâm triền phược thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống đời sống phàm hành với hy vọng mong được thành một loại chư thiên, với luật pháp này, với giới luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay loại chư thiên khác. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo sống đời sống phàm hành với hy vọng được thành một loại chư thiên, với luật pháp này, với giới luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay chư thiên khác. Tâm của vị này không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào như vậy là tâm triền phược thứ năm. 21. Năm căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 22. Lại năm căn khác: lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. 23. Lại năm căn khác: tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 24. Năm xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng nhập dục vọng, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, tính lạc, an trú và bị chi phối bởi ly dục. Tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục lạc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục lạc. Vì ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với các dục vọng. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với sân hận, tâm không hướng nhập sân hận, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tính lạc, có an trú, có bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với sân hận. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với hại tâm, tâm không hướng nhập hại tâm, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi hại tâm. Khi vị này có tác ý đối với ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi ly hại tâm, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ hại tâm và các lậu hoặc, các tổn hại,
các nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm. Vì ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với hại tâm. Này các hiền giả, lại nữa, vì tỷ kheo có tác ý đối với sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vị này có tác ý đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi vô sắc. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với sắc. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc. Này các hiền giả, lại nữa, vì tỷ kheo có tác ý đối với tự thân, tâm không hướng nhập tự thân, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi tự thân. Khi vị này có tác ý đối với thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi thân diệt. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ thân diệt và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân. Vì ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với tự thân. 25. Năm giải thoát xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo khi nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp? Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ nhất.